Chào mọi người đã cùng quay trở lại với series chế tạo Ferrari 488 GTB của mình. Ngày hôm nay bọn mình sẽ tiến hành hoàn thiện nốt cái phần đèn chiếu hậu này và đi vào sơn cái lớp sơn chính thức cho nó màu đỏ candy mọi người nhé. Tục là bị cắt tông, bọn mình lại sử dụng nó một lần nữa nhé, để tạo cái lớp khuôn bên trong của cái phần đèn hậu này. Sau đó mình sẽ phủ lớp băng dính bên ngoài. Đèn ở bên trong này nhé. Bây giờ mình đang tiếp tục chỉnh sửa lại cái lỗ này để ướm nốt quả đèn còn lại vào đây. Trước mắt các bạn ấy là bọn mình đang sử dụng keo 502 để cố định tạm thời lại cái dải đèn hậu đằng sau này của mình. Sau khi cố định ấy, bọn mình sẽ tiến hành một lớp bá bên ngoài để cố định nó cứng hơn nhé. Vừa là bả xong cơ bản như thế này, bả đốt quả bên đây còn lại đó, bả sửa khô xong nó mài đi sửa đi sửa lại. Oh,
xe để đánh sạch cái bụi bẩn nó đi. Và như lần trước ấy, bọn mình có rửa rồi, bọn mình chỉ dùng nước không thôi. Và lần này bọn mình đã bốc bắt họ để gọi là sắm thêm cái máy phun bọt này để gọi là được xử lý cái bề mặt nó tốt hơn và mang tính chuyên nghiệp nó cao hơn. Và sau khi rửa xong, bọn mình sẽ tiến hành lau qua và chờ bề mặt nó được ok thì bọn mình sẽ tiến hành phủ thêm một lớp sơn gót và sau đó là lớp sơn chính thức cho nó màu đỏ candy. Đầu tư bộ này mà rửa xe máy được thì rửa xe tuyệt vời. Mình cho tay không? Mất tay đấy. Nó sắc nó cao đấy chứ. Trước khi mình mở nắp lọ sơn lên ra thì mình sẽ phải ngoáy nó lên nhé, để cho nó đều hết sơn. Sau khi mà quấy đều xong ấy thì bọn mình sẽ đổ ở đây nhé anh em, để trộn dung dịch sơn và cái chất dung môi đây. Bọn mình không có cân tiểu ly thì mình sẽ dùng cân đồng hồ của mẹ mình anh em nhé. Thì mình sẽ tính là 1-2 lạng sơn này thì mình sẽ cho thêm 1 lạng sơn, à 1 lạng chất dung môi vào. Rồi anh em nhé, thì bây giờ mình sẽ cho xăng thơm vào. Giờ cân bọn mình đong nhé. Ok rồi. Đó, thì là khi bọn mình dùng 3 lạng xăng thì bọn mình sẽ cần, à quên nhầm, xin lỗi anh em,
thì bọn mình sử dụng 3 lạng sơn thì bọn mình sẽ cần thêm 1 lạng rưỡi chất dung môi. Đó, đó như là cái xăng thơm này em nhé. Để nó tan nó ra. Được, ráng hơn chút. Sau khi pha xong sơn, đấy, theo quan sát của mình ý, thì đánh giá là những cái màu sơn này nó khá là đẹp mắt đấy, trông nó khá là tươi. Đấy, còn nó một lúc nữa mình sẽ sơn lên con xe thì không biết như nào. Anh em theo dõi tiếp video nhé. Lions roaring in the morning sun,
searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Đó anh em nhá, thì bây giờ bọn mình đang che viền anh em ạ. Đang bắt đầu che viền để tạo những cái đường nét mới cho nó. Thì bọn mình sẽ sơn màu đen vào những cái đường chi tiết này này. Đấy, chi tiết này sẽ sơn màu đen nhá anh em nhé. Và cái phần này sẽ sơn màu đen. Nói chung là hiện tại những cái màu này nó mình thấy, nhưng nếu mà để cái màu đấy thì nó vẫn chưa được đẹp đâu. Nó sẽ cần phải thêm những cái chi tiết vào. Thì cái phần con rèn nó sẽ là có tạo được điểm nhấn hơn, đẹp hơn nhá anh em ạ. Đó anh em nhá, thì hiện tại bây giờ mình đã bọc được cái lớp giấy bên ngoài để chống dính, chống vương vấn đâu anh em ạ. Thì tiếp theo bọn mình sẽ bắt đầu sơn những cái chi tiết này này. Màu đỏ á, màu đen quên anh em ạ. Màu đen, đây màu đen, đây màu đen, đây màu đen. Cái chỗ này sẽ không sơn đâu anh em ạ. Đó. Anh em cùng theo dõi nhá. Anh em ạ, bây giờ thì bọn mình sẽ sơn nhá. Bắt đầu này. Đây là mình đang làm buổi tối mọi người ạ, đang cố gắng làm tăng ca sản xuất để có video sớm nhất cho anh em coi ấy. Bằng việc chưa xong hết nhá, phải phủ một lớp bóng nữa, phủ hết một lớp bóng nó mới là ok. Hơi tối anh em thông cảm nhá, bọn mình chưa có đầy đủ studio bóng nghiệp đó các kiểu. Bây giờ mình sẽ tiến hành, đây là cái lớp gọi là phủ bóng mọi người ạ. Buổi tối rồi, vẫn đang cố gắng nhé. Thì cơ bản là mọi người phủ xong lớp sơn màu đỏ như này nhé. Đấy, pha dầu bóng nhé, phủ ấy một lần. Đấy. Đấy, mình sẽ phủ lớp sơn bóng nha mọi người. Somebody daughter, yeah, she love me. Say she love the way my chain sitting, cut the plate.
đấy mọi người, hiện tại là hôm nay là thứ bảy nhé, ngày mai sẽ là ngày up clip đấy. Thì hiện tại bọn mình đang tối vẫn đang phủ lớp sơn bóng cuối cùng cho nó này, nên là khá là kỳ công và bận rộn đấy. Không biết là trong mọi người nghĩ nào, bên ngoài mình cảm thấy rất là ok, rất là ổn này. Mình sẽ quay cận cảnh cho em xem một tí này, nó sẽ bóng như này này, đó khá là ok đấy. Đấy mình sẽ chuẩn bị tiếp tục phủ tiếp nhé, mới phủ được một đoạn đầu. Rồi bọn mình hôm nay cầm bên âm thanh ánh sáng, cầm một cái mâm với một cái đèn. Trong cái lớp sơn màu đỏ cho nó thì đã bọn mình đã làm theo ý kiến như của các bạn đề nghị cho bọn mình đây, thì bọn mình đã sử dụng màu đỏ candy, à đỏ candy luôn, nhìn thấy là cười cũng đẹp lắm rồi ấy. À, sau đó sau khi bọn mình sơn xong thì bọn mình đã phủ cho một cái lớp sơn bóng 2K đấy, nhìn rất là bóng luôn này em nhé, ổn đấy. Và bình thường trong trong cái quá trình sơn thì nó cũng gặp hơi nhiều vấn đề trục trặc nhỏ một chút về cái phần logo này đấy,
thì mình đã gắn tạm rồi. Gắn tạm thôi. Nhưng mà nhìn anh em thấy nó ổn chưa? Cái này khi mà có cái phần logo này vào đấy, con xe này nó kiểu nó có những cái điểm nhấn màu vàng này đấy, nhìn nó đẹp ngay. Đèn đi, hai mắt là màu xanh. Về cái phần kính chắn gió này đấy, thì ở mấy video lần trước bọn mình đã sử dụng cái kính kính cũ để chỉ là gắn tạm thôi. Thì hôm nay mình đã kính mới rồi anh em ạ. Nhìn trong suốt luôn nhá. Đây nhìn đường là thoải mái luôn. Để tránh tình trạng nhiều anh em bảo mình là kính để vậy mình nhìn thấy của gì được. Thì em thấy à. Và theo mình thấy khi mà lắp mình lắp cái kính thì nó lên đấy thì nó vẫn lại được đẹp hơn là cái kính chung trước cơ. Đó, về cái phần phía đuôi này. Em ạ. Về phía đuôi này, cái dây điện này nó chỉ là cái dây điện của điện đằng sau thôi. Mình sẽ đặt để tạm đi đã. Đấy, thì là hệ thống cái này mình đã làm đi nhá. Đó, cái điểm này nó màu đen này, màu đen và màu đen. Màu đen dưới nữa. Đó. Thì mình nghĩ là mấy hôm nữa mình sẽ làm cái chế tạo cái biển số ở đây. Biển số ở đây, biển đẹp ở đây anh em ạ. Và thêm một cái logo Ferrari con ngựa ở đây nữa. Cái logo mình cũng làm được gần xong rồi. Đó, sẽ làm đây nữa. Mình xong đó, sau đó mình sẽ thêm vài cái điểm nhấn thôi, nhỏ số chi tiết, ví dụ như là chữ Ferrari. Đấy, vào đây để cho nó được đẹp mắt hơn. Đó, như anh em có thể thấy đấy, đây là cái phần đèn hậu của mình. Của mình tự chế luôn. Tự chế luôn anh em nhé, nhìn nó rất đẹp luôn. Nó cũng có tí thẩm mỹ mọi người ạ. Nhưng mà hiện tại là dưới sáng thì cái phần đèn đỏ này nó không được nổi cho lắm. Theo mình nghĩ là dưới tối thì cái đèn đỏ này nó sẽ nổi rõ ràng hơn, đẹp hơn. Đấy, vòng tròn luôn. Đó. Đây là cái biển số của tự chế của mình từ ngày xưa anh em ạ. Thì mình nghĩ là mình sẽ lắp cái biển số tự chế ở đây. Nhưng mà chắc không dùng biển này đâu. Mình nghiên cứu cái biển nó đẹp đẹp hơn. Lắp vào đây. Đấy. Mình thấy là khi mà mình lắp cái biển số vào đấy thì cái phần đuôi đấy nó bớt trống trải hơn. Thế là mình nghĩ nó trống luôn. Mà lắp vào thì nó được luôn đấy. Ok đấy nhỉ. Đấy, cơ bản là như thế anh em ạ. Khá là vất vả cho mình mấy ngày vừa rồi đấy. Cố gắng. Tại vì tay nghề xưa bọn mình cũng chưa có nhiều. Nên là mình sẽ phải học hỏi khá là nhiều ấy. Đấy, đằng trước như này phải không? Ừ. Ồ, được đấy nhỉ. Đằng trước nhìn như uy tín nhỉ. Hả? Đằng trước nhìn uy tín bắt trưởng luôn. Còn biển đây nhỉ. Đó. Cơ bản là như thế chắc mà mình. Chắc là lệch. Lệch trong cái này. Đấy là cao bắt xỉn nữa. Ừ. Thì thường mình... nó đặt lệch đẹp hơn. Nó để hở cái chỗ này ra sẽ đẹp. Cơ bản lấy ổ nó. Nghe. Đó, thì bọn mình đã nghe theo ý kiến của anh em là bọn mình đã sử dụng màu sơn đỏ Caddy. Nhưng mà theo mình thấy thì nó cũng không giống với lại bản gốc cho lắm. Nhưng mà... khá là đẹp ý nhỉ? Khá đẹp rồi. Thì mình nghĩ là sẽ cần phải cải thiện hơn rất nhiều. Bởi vì là cái tay nghề sơn của mình ấy, nó vẫn còn kém, vẫn còn rất là non. Nên là bọn mình sẽ phải cải thiện dần dần. Mình nghĩ là sẽ trong thời gian tới là sẽ còn nâng cao tay nghề hơn để được cái bề mặt nó sơn nó đẹp hơn. Thì anh em hãy cho mình cái ý kiến của anh em về cái phiên bản này nhá anh em nhá. Để mình có thể xem xét và anh em có thể cho mình thêm ý kiến để mình nâng cấp cái phần phiên bản, nâng cấp cái phiên bản màu lên cho đẹp hơn anh em ạ. Và có lẽ bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu mà anh em có ý kiến nào thì hãy để lại cho mình một cái ý kiến của anh em ở dưới phần bình luận của phần của video này để bọn mình có thể cải thiện con xe này nó được đẹp hơn, nó được tốt hơn anh em ạ. Và mọi người hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách là nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để đón chờ những cái video tiếp theo về con xe này nhá. Giờ thì bọn mình xin chào mọi người đây. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người bên sau. Bye. Yeah. Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby. Watch this. Look. Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sitting cut the blade. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always winning, check the scope.